cửa hàng nông cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng: thôn 1, Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận. Số điện thoại: 0932871994. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo, bên em có ship hàng toàn quốc nhé. Khách hàng ở xa thì bên em có ship hàng tới tận nhà, còn khách hàng quanh khu vực thì mình có thể đến tận cửa hàng để tham khảo những cái mẫu máy cưa tại cửa hàng nhé. Cửa hàng em ở xã Trà Tân thì bán kính thì khoảng khu vực Cánh Linh, Tân Phú, Phương Lâm hay là khu vực Cẩm Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu hay là Long Khánh, Đồng Nai thì cũng có thể qua bên em được nhé. Thì từ ngã ba Ông Đồn ở chỗ quốc lộ 1A của Xuân Lộc, Đồng Nai ấy, đi vào cửa hàng em là 20 cây số. Còn từ chỗ thị trấn Đức Tài mà xuống ngược lại bên em thì là mất 10 cây số nhé. Chỗ chợ Phương Lâm mà sang bên em thì cũng tầm hơn 40 cây. Là cái bản đồ Google Maps mà bên em có hiển thị luôn nhé. Mọi người cứ bấm chữ nông cơ Hải Trà Tân là nó sẽ ra. Bên em có bán hàng phụ tùng linh kiện ở trên Shopee. Shopee là Hải Nông Cơ. Là anh em nếu mà có nhu cầu mua linh kiện phụ tùng thì có thể vào Shopee đặt những cái lam hay là xích hay là rũa hay là nhớt gì đó. Bên em vẫn có ship, cứ đặt trên đó là bên em sẽ ship tận nhà. Đấy là những linh kiện nhé. Còn máy móc thì bên em bán trực tiếp tại cửa hàng đây. Thì lô này thì bên em ký ở lô BO từ 1 đến 12. Máy thì nói chung là tự chọn nhé. Và có mấy cây lam để giới thiệu cho mọi người này. Máy và phụ tùng nhé. Trước tiên em quảng cáo sơ cho mọi người xem cái lô máy này này. BO1 Tanaka này, cực VIP luôn nhé. BO2 là con Makita 230T, siêu nhỏ nhẹ nhé. BO3 là một con Ryobi ES3025 đẹp như máy thùng luôn. Chi tiết thì tí em sẽ quảng cáo, sẽ giới thiệu cho mọi người. Rồi BO4 là con Tanaka 335, đầy dài rất đẹp luôn. B5 là con Ryobi 34435. B6 là con Shinway E300 dòng SD nhé. Dòng đỏ xám rất là đẹp. BO7 thì là con 304 nhé. BO8 thì là một con Kyurip, mẫu của Echo Kyurip 3201. BO9 thì cũng là dòng Echo Kyurip luôn, nhưng mà mẫu này mẫu GC35. Hai mẫu thì giống hệt nhau, nhưng mà GC thì nó màu xám đen, và Kyurip CSV thì gọi là V ấy, thì là màu cam đen. Hai màu khác nhau nhưng cùng một thương hiệu cho mọi người. Rồi BO10 là một con Shinway 346 VIP luôn nhé. BO11 là một con Estin 180C và BO12 là một con Estin 023C cực đẹp. Một cây duy nhất 023 của Đức cực đẹp luôn. Thì trong video này bên em sẽ có báo giá chi tiết cụ thể luôn nhé. Thì thông số máy các thứ là bên em sẽ nói rõ trong video. Khách hàng mình tham khảo kỹ. Em đúng thông số, đúng mục đích mình mua thì mình liên hệ qua số điện thoại 0932871994 này ha. Tại vì để tránh tình trạng mà khách hàng nữa như mình muốn đặt một con máy lớn mà lại mua sang những con tay cụt máy nhỏ thì là nó không phù hợp với công việc của mình, nên mình phải tham khảo kỹ. Đối với con máy mà từ dưới 35cc đổ xuống thì là hàng sử dụng trong gia đình. Ví dụ như con này là 33cc, leo cây cắt cành, dọn rẫy dọn vườn sử dụng trong gia đình. Còn những cái con 36-37cc trở lên đến 50cc thì là hàng tầm trung, gọi là trung trung. Ví dụ như 37cc cũng thuộc về hàng tầm trung, nhưng mình cắt cây vừa vừa thôi. Còn nếu mà 50cc thì là hàng tầm trung, nhưng mình cũng có thể cắt cây to lớn. Còn những cái hàng 6, 7, 80cc thì là những hàng đấy là hàng chuyên cho anh em khai thác rồi. Thì nếu mà anh em bổ xẻ thì tầm trên dưới 40cc thì mình cũng bổ xẻ thoải mái rồi nhá. Hôm bữa em có bán cho anh một anh khách, anh mua con tay cụt này về anh xẻ gỗ này. Như bình thường em nghĩ thì không xẻ được, nhưng mà thực tế thì anh vẫn xẻ bình thường. Có điều là nhanh hư máy, ép máy quá. Nên là mình phải lựa chọn một con máy nó phù hợp với cái nhu cầu mình sử dụng thì mình đặt mua để mình làm cho nó dễ nhá. Máy thì lô này thật sự luôn á, là toàn máy đẹp. 85-90% không à. Không có máy xấu. Máy xấu thì anh em không quảng cáo ở trong lô này. Xấu này rất là nhiều. Không phải là không có. Nói chung là máy thì nó có tùm lum hết, nhưng mà những cái máy em lên lô cho mọi người, em cứ lựa máy đẹp em lên lô thôi. Nên là mọi người yên tâm, máy nhận hàng em quay như thế nào, quảng cáo như thế nào nó như vậy nhá. Rồi bắt đầu thì bên em sẽ giới thiệu cho mọi người cặp lam dành cho lam Estin này.
Đó, mà lam thì em có rất là nhiều, nhưng mà cứ lên lô thì em lên một cặp cho anh em mua cho dễ này. Đó, một cặp lam dành cho dòng Estin xích chung 325 chân lớn, chân 12, thì có nghĩa là cái những em lam này là dành cho những rin của máy 024, 026, 028, 240, 260, 280. Đó, là những cái dòng máy Estin tầm trung là sử dụng xích chung 325 nhá. Lưu ý là dòng Estin xích sử dụng xích chung 325, nhông xích chung 325 này. Đó. Hai con này thì lam này đều đẹp nhá. Đó, đã qua sử dụng thì nhìn nó hơi xấu xấu bẩn bẩn tí nhá. Đó. Nhưng mà cái nhông nhất của nó còn rất là ok này. Đó. Một cặp này bên em đang bán cho mọi người với giá là 400 nhá. 400 một cặp này. Anh em nào kết thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 để đặt hàng nha. Lưu ý là mình phải lựa chọn đúng cái mẫu máy của mình, Estin 024 26 28. Sử dụng những cái dòng xích chung 325. Ví dụ như cái lam này là xài 33 34 mắt xích này. Đó thì là ok. Nếu mà mọi người ở nhà mà đang dùng một con máy cưa nào mà sử dụng lam dài, tổng chiều dài là 50 nhá, đo từ đây đến đây là 48. Thì xích mà là xích 33 34 mắt thì là mua lam này là vừa. Đó, lưu ý là như vậy. Nhưng mà chân là chân 12. Đó, chân lớn, chân dành cho máy Estin. Thì những cái là máy nào mà máy Estin thì mình mới mua. Còn máy Nhật, máy Thụy Điển thì mình không nên mua nhé, tại vì không dùng đâu. Rồi, đến một cặp lam bãi đầu Latin, lam thép này. Đó, đầu Latin còn dày hết. Hai cái đều còn dày, đầu Latin còn dày nguyên luôn. Con này thì con Genwatt của dòng Komatsu. Con này của Shinohue. Thì hai lam này kích cỡ bằng nhau, đều dài 42. Đó, người ta hay gọi là lam 40 đấy. Xích, nếu mà con lam này ráp xích chuột, xích nhỏ nhất thì là 38 mắt xích. Xích chung 91 thì là 26 mắt xích. Đó, là hai loại nhé. Xích 325 ấy thì 30 mắt xích. Đó, mọi người lưu ý là em nói vậy là mọi người hiểu là cái máy của mình đang dùng xích gì, mình nói đọc vị là mình biết rồi á. Thì lam nó có hai kiểu, đầu bầu và đầu nhọn. Đó. Đầu nhọn hay đầu bầu thì nó như nhau thôi. Anh em thích mua cái nào thì em bán cái đó. Cặp lam này thì em bán 400.000 một cây. Đó, 400.000 một cây. Đó, đầu nhọn đầu bầu hai cây, anh em thích loại nào lấy loại đấy nhé. 400.000 một cây thôi, giá rẻ như cho. Thì hai cây là 800 nha mọi người. Đó, nếu anh em lấy hai cây thì bên em bao ship cơ. Đó. Rồi, đến máy cưa nha mọi người. Máy cưa thì BO1 này. Em giới thiệu chi tiết từ từ cho mọi người tham khảo. BO1 là một con Tanaka cực đẹp luôn. Nói chung là hàng đã được dọn nổ vệ sinh ngon lành hết rồi. Ô xả nó này. Ống xả mọi người biết là con máy nó dùng không được bao nhiêu hết. Đó. Con này là hàng Tanaka Format TMS330A. Xi lanh của nó là 37 ly, 33cc, thích hợp cho tất cả khách hàng mua về mình sử dụng trong gia đình nhé. Dọn rẫy, dọn vườn, leo cây cắt cành. Đó. Đầu máy của nó là 3 cơn 6. Lam theo máy dài 35, phần cắt là tính từ thân máy này ra là còn 30 thôi nhé. Xích là xích 25, xích bãi. Xích này thì muốn mọi người muốn về cắt được luôn thì mình phải rũa bén nhé. Còn nếu mà anh em nào không quen rũa, muốn đổi xích mới thì thêm 100.000. Đó. Máy nguyên zin rất là đẹp luôn. Rất là mới. Tanaka 330A. Giá bên em bán con này là 2 triệu, bao ship tận nhà. Đó. Anh em nào có nhu cầu mua thì gọi vào số điện thoại 0932871994 này thà nhé. Rồi tiếp theo đến con BO2. BO2 là một con cưa mini cầm tay Makita ME230T. Đó. Có bơm phụ này, e tự động này. Đó. Tắt mở này. Dòng Makita 230T này full chức năng là có phanh xích này. Đó. Có giật trợ lực này, bơm phụ và e gió tự động. Nói chung là một con máy cưa full chức năng. Nhỏ gọn nhẹ nhàng, đầu máy nặng 2,6 kg nha mọi người. 2,6 kg. Rất là nhẹ nhàng nhé, leo cây cắt cành thì khỏi bàn luôn. Đó. Con này xài rất là ngon. BO2 nhé. Con này thì bên em đang bán với giá là 2.400.000 đồng, bao ship tận nhà nhé. Đó, BO2 nhé. Rồi tiếp theo đến một con BO3. BO3 này thì thật sự là một siêu phẩm. Công tắc tắt mở. Đó. Con này đẹp như máy thùng luôn. Con này chỉ thiếu cái thùng thôi. Lam là lam điêu khắc 30 nhưng phần cắt tính từ thân máy này ra là còn 25. Đó có gì vậy? 25mm này là tính từ thân máy. Đó. Còn tổng chiều dài thì lại là 30. Xích sử dụng là xích 25 nhé. Xích này xích điêu khắc luôn này. Đó, xích nhỏ xích 25 nhé. Về nội thất của nó này, đẹp từng con ốc nhé. Đó. Cái cản xích này là chưa có vết cạ luôn. Bô xả này, ống xả của nó này. Này, ốc ác của ống xả nó còn như mới luôn.
Vậy là mọi người đủ hiểu con máy nó đẹp cỡ nào. Này, trắng phau luôn. Nói chung là con này là một siêu phẩm, chỉ thiếu cái thùng thôi. Anh em nào mà kết dòng máy đẹp của Nhật tay cụt thì làm con này. Con này mẫu này giống như là Echo GC31 hay là 301, 302 ấy. Nó một mẫu luôn, nhưng mà Ryobi thì nó màu cam. Màu cam rất là đẹp luôn, rất là vip luôn. Nó màu vàng. Anh em nào có nhu cầu mua thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 nhé. Đó, một con Ryobi ES3025V, giá 3 triệu nha mọi người. Làm điêu khắc nhé, làm điêu khắc chứ không phải làm thường nha mọi người. Đó, làm điêu khắc. Rồi, mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0932871994 là màu vàng để đặt hàng nhé. Rồi, tiếp theo đến con BO4. BO4 là một mẫu cưa Tanaka PMS 335A này. 335A, con này cũng rất là mới luôn mọi người nhìn này. Nội thất bao đẹp luôn, bao sáng luôn, rất là đẹp nhé. Đẹp từng chi tiết luôn. Xích zin mà còn như mới này, xích zin Nhật mà như mới luôn. Lam thân máy là lam nhông 40, phần cắt tính từ thân máy ra là 35. Xích sử dụng là xích chung 91, xích còn như mới. Tăng xích ở lam luôn, lam xích zin. Con này cũng rin 100%, không lai một món đồ gì hết nhé. Nội thất bên trong cực sáng luôn, cực đẹp luôn. BO4 này, bô xả này, đống xả còn rất là mới này. Đó, ốc này còn vàng ươm luôn. Tanaka PMS 335A nhé, giá 2.400.000 đồng, bao ship tận nhà nhé. Đó, con Tanaka ấy thì nặng 4 cân nhé. Rồi, tiếp theo con BO5. BO5 là một con Ryobi ESK 435. Con 435 này thì 34cc, có bơm phụ e tự động, công tắc tắc mở và giật trợ lực, phanh xích. Là một con cưa nòng đứng nhỏ nhẹ, full chức năng. Đây là bình đựng xăng, còn đây là bình đựng nhất thải. Lăm thao máy là dài 40. Đó, xích sử dụng là xích chung 91 nhé. Tính từ thân máy ra là còn 35. Làm gì này? Đó, đời mới nhé, sử dụng giảm giật bằng lò xo rất là êm tay nhé. Máy bao vip bao đẹp luôn. Con này nặng này 4 cân 2 nhé, thích hợp cho anh em mua về mình dùng trong gia đình thì khỏi suy nghĩ nhá. 34cc cũng rất là mạnh rồi, xài gia đình mua này xài rất là ok, tua lẹ nhé. Ryobi BO5 nhé. Con này thì em bán với giá là 2.600.000 đồng, bao ship tận nhà nhé. Rồi, tiếp theo con BO6. BO6 là một con Shinui E300. E300 thì là nòng 36 ly. Đam thao máy dài 35, phần cắt tính từ thân máy là còn 30. Xích sử dụng là xích chung 91 này. Khi anh em mua con máy này thì em đưa cho thêm cho một sợi xích mới nhé. Sợi xích này bị gãy mất một mắt này. Thì em đưa sợi xích mới, xích cũ này về làm gì, làm vẫn cắt bình thường nha mọi người. Tăng xích ở lam luôn này. Máy rin 100% luôn. Rin 100%. Bao đẹp luôn. Mọi người nhìn. Bao sáng, bao đẹp. Shinui SD BO6 đẹp 90% luôn. Cam mát còn ok, ốc ác còn vàng ươm luôn. Con này em bao rin từng con ốc nhé. Nói chung là máy móc em bao rin nên mọi người khỏi phải suy nghĩ. Không có bung, không có động chạm gì hết. Giá bán con này là 2.600.000 đồng, bao ship tận nhà luôn. Đó là con Shinui E100. Rồi, tiếp theo con Shinui 304 này. Đó, BO7 này. Con này thì khác con E300 là sử dụng chế 3 kim chỉnh. E300 này sử dụng chế tự động. Đó. Nhưng mà con này thì nội thất ngoại hình thì hơi xấu tí nên em xịt nó không may bị chóc. Xịt vào máy áp lực ấy, nó nén mạnh nó chóc đi sơn. Lam trong máy dài 40, xích sử dụng là xích 25, xích bãi. Rồi tăng xích ở lam luôn này. Máy móc nguyên zin nhé, hai ốc xe lam. Có xả áp này. Ian, công tắc. Con nòng đứng 3 kim chỉnh nhé. BO7 nhé. Giá 2.600.000 luôn nhé. 30 nòng 36 ly. 30cc, nặng 4 cân rưỡi. Và giá BO7 em bán là 2.600.000 luôn. Rồi, BO8. BO8 này là một con Kyorit V3201 này. 3201 thì là 34cc, đời mới rất là đẹp luôn. Lam thao máy là 40. Lam 40. Xích sử dụng là xích chung 91, hai ốc xích lam. Con này đẹp 90 đến 95% luôn. Rất là ngoại hình hay nội thất thì bên trong cũng rất là mới luôn này. Cho mọi người xem được chất lượng. Con này nó dễ tháo cái nắp chụp mở bên ngoài. Đó. Mọi người nhìn lưới lọc của nó.
xi lanh nòng như mới luôn, có xả áp luôn nhé, có xả áp giật rất là nhẹ luôn. Đó, nói chung anh em nào mà muốn mua hàng đẹp thì cứ yên tâm, những cái con máy mà bên em lên sóng này toàn là hàng chất lượng không ạ, không có máy tạp đâu, mô lửa đấy, đó, ống xả rất là mới luôn. V3201, con này thì đầu máy của nó thì nặng 3,6 cân, nam xích đầy đủ 4,5 cân, 34cc, nòng nứng, xích chung 91, còn dài luôn. Giá bán là con này bên em đang bán là 2.800.000 đồng cho anh em thôi nhé, 2.800.000 đồng. Còn đến con BO9 này là một con Kiolit C35. Bây giờ C35 này thì màu xám đen rất là đẹp luôn, 35cc, 2 ốc xích lam, có bơm phụ đời mới, tăng xích ở lam này, xích chung 91 này, lam còn giữ nguyên. Con này còn rất là đẹp luôn, rất là mới luôn, rất là sáng luôn. Anh em thích con này thì mua này, còn anh em thích rẻ tiền hơn thì có một con giống vậy mà hơi xấu hơn thì em bán rẻ cho. Con này bên em đang bán với giá là 3 triệu nhé, 3 triệu, 35cc, nặng 4,8 cân nhé. Rồi tiếp theo con BO10. BO10 là một con Sinway 346, rất là đẹp luôn, 35cc, hai ốc xe lam lớn, lam thao máy dài 45, phần cắt là 40, xích sử dụng là xích chung 91 nhé. Đó, máy rất là đẹp, rất là sáng luôn. Con này thì bên em bán với giá là 3.400.000 đồng này. BO10 Sinway 346, hệ này hệ của dành cho anh em miền Tây này, anh em biết rồi đó. Máy em bao ri 100%, không thay thế một cái gì hết nhé. Đó, là con Sinway 346, máy rất đẹp luôn, rất sáng luôn, xích chung 91, lam zin, xích zin. BO10 giá 3.400.000 nhé. Rồi còn con BO11 BO11 này là một con Estin 180C này, giật trợ lực này. Đó, đời 2005 này. Đó, lam 35, xích sử dụng là xích chung 91 này. Xích này thì bên em ráp mới rồi về là dùng ngay nhé, tăng xích này. Đó, ốp lam bằng mốc vạn này. Đó, nguyên zin luôn, bô chữ Hàn bao nhiêu đấy. Nòng 38 ly 34cc nhé. Đây bình đựng xăng và bình đựng ít thải này. Cân nặng đầy đủ lam xích như này khoảng 4,8 cân. Con này bên em bán là 3.400.000 luôn. Đó, BO11. Rồi con cuối cùng là con BO12, là một con Estin 230C. 230C là đời cao, có bơm phụ, có xả áp này. Máy rất là đẹp luôn. Con này đẹp 90% so với mới, làm xích zin luôn nhé, xích Oregon zin. Mà còn như mới luôn. Làm 45, phần cắt là còn 40. Xích sử dụng là xích chung 91 nhé. Đó, có hàm rồng này, máy rất là sáng luôn này, bô bùng còn rất là đẹp luôn. Hàng chuẩn Đức nhé, chuẩn Đức, 230C là chuẩn Đức. BO12 nhé, con này thì đời 2001 này, 40,2cc này, 4,6kg nhé, 4,6 là đầu máy không nhé, lam xích đầy đủ thì khoảng 5,5 cân. Máy nguyên zin luôn, hàng chuẩn Đức 100%, 023. Anh em nào có nhu cầu mua này thì liên hệ qua số điện thoại đặt hàng. Con này bên em đang bán là 4.200.000 đồng nhé, bao ship tận nhà. Rồi, mua hàng thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994. Bên em có ship hàng toàn quốc, bao ship tận nhà nhé.